khoảng 1.500 năm trước khi các sự kiện trong game diễn ra, một đại thảm họa từng xuất hiện và góp phần tạo nên thế giới như bây giờ. Chi tiết về sự kiện này chỉ còn được ghi chép trong những quyển sách hoặc trong kiến thức của các trưởng lão cổ đại, những kẻ sống sót hiếm hoi qua đại thảm họa và kể lại nó. Trong sự kiện kinh hoàng đó, thuyết đa vũ trụ bị bóp méo khiến cho vô số hành tinh va chạm vào nhau thông qua những cánh cổng phép thuật. Kết quả là hầu hết các hành tinh đều bị hủy diệt, biển cả biến thành sa mạc. Những rừng cây rộng lớn giờ đây bị lấp đầy bởi những cơn đại hồng thủy không hồi kết. Bầu không khí nồng nặc cái mùi đắng ngắt do da thịt bị thiêu cháy cả những sinh vật sống bị kẹt lại trong hỏa ngục hoặc chìm trong băng giá vĩnh cửu. Vào cuối thảm họa đó, những cánh cổng ma thuật bí ẩn mở ra như một tia hy vọng cuối con đường mòn. Ai là người mở những cánh cổng này? Không một ai biết cả, cũng không một ai còn đủ bình tĩnh để bận tâm đến điều đó. Giờ đây, mọi sinh vật buộc phải đưa ra lựa chọn, đi hoặc là chết. Thế là những sinh vật sống sót từ vô vàn thế giới khác nhau tụ họp tại một thế giới mới, nơi mà tất cả chủng loài đều gọi là nhà, đó chính là trái đất. Điều này cũng khiến cho những sinh vật kỳ lạ không thuộc thế giới này như là quỷ ăn thịt hay là ma cà rồng đã bắt đầu tràn sang. Ma cà rồng là những xác chết được hồi sinh bởi hỗn mang. Sau khi đã mất cuộc đời đầu tiên, cuộc đời thứ hai của chúng buộc phải sống trong bóng tối. Chúng ra khỏi hâm mộ khi trăng lên, tấn công khi người ta vẫn say ngủ, đặc biệt là phụ nữ trẻ. Rusa là chủng ma cà rồng thông minh. Chúng có trí tuệ và sự nhận thức cực cao, có ngôn ngữ riêng và khả năng biến hóa và biến hình thành dạng người. Một số giống người đến mức có thể trà trộn vào xã hội loài người, có khả năng sử dụng ma thuật, sức mạnh và tốc độ hồi phục thượng thừa. Một số có thể kháng được với tỏi và nước thánh. Một số có thể kháng được cả ánh sáng mặt trời. Một giống loài khác cũng được sinh ra và coi như là phát tinh của ma cà rồng. Đó chính là người sói. Guon và Vampire sống giữa thế giới con người và xung đột với nhau trong hàng chục thế kỷ. Dù đều bất lão bất tử, mỗi giống loài đều có sở trường và điểm yếu riêng khiến cuộc chiến trở nên cân sức. Trong khi người sói, những kẻ dễ dàng bị cơn khát máu làm lu mờ lý trí với điểm yếu là bạc, có sức mạnh vượt trội, thì ma cà rồng lại có lợi thế về kỹ năng chiến đấu và sự tính toán trong hành động.